Theo thông tin đăng tuyển lớp học tiêm filler, chúng tôi tìm đến địa chỉ làm đẹp nằm ở phố Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đến nơi, nhân viên lại chỉ dẫn sang một địa chỉ khác gần đó, không biển hiệu. Đây là buổi học thứ hai và lại là lần đầu bạn nam này cầm kim để tiêm filler vào mặt mẫu thật. Em bị dày. Rút ra đi lại chị. Bạn nam thì cũng là học luôn à? Hôm qua ạ. Đây bạn con trai này mà. Vâng. Em sẽ dạy một buổi nhận biết về sản phẩm này, đưa về tóc giảm béo các thứ, với cả các cái mặt kim mình được tiêm. Sau đó mình sẽ lên cho các bạn cách mình rồi có mẫu em tuyển mẫu chị lên mẫu luôn. 30 triệu đây là chọn gói luôn à? Không phát sinh gì không? Không phát sinh gì. Rút gần hết kim. Để quản. Theo chủ cơ sở, cầm tay chỉ việc trên mặt người thật là cách học nhanh nhất để thạo nghề trong vài tháng. Những mẫu thật được đăng tuyển trên các hội nhóm. Mẫu sẽ được tiêm filler miễn phí hoặc với giá mềm. Còn chủ cơ sở thì có người để học viên thực hành. Hầu hết người học và cả giáo viên ở đây đều là tay ngang, rồi từ từ đi lên theo kiểu sống lâu lên lão làng. Em đang học phẫu mà. Em đang học à? Vâng, em học bên 361 Nguyễn Trãi. Thế cô giáo ở bệnh viện gì nhỉ? Thẩm mỹ viện Thùy Dương, chỉ tiểu phẫu, các căn mí, răng cung, mũi. Các chị ở đây còn làm phương xong nhất. Bây giờ chị làm thêm. Ngày trước em cũng làm nail mà, nhưng bây giờ em làm tiêm rồi em bỏ nail rồi. Làm nail cũng mệt. Làm cái này nó nhanh nghề, nhưng còn đẹp bao nhiêu lần cơ mà. Điểm đến tiếp theo là một cơ sở dạy tiêm khác nằm trên đường Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội. Em làm lâu rồi, em làm 6-7 năm nay rồi, nhưng mà em dựa theo chồng thôi. Chứ còn để mà cơ quan chức năng mà họ kiểm tra ấy, thì tất cả mình không được phép. Nhưng riêng cái hình ảnh chị sẽ hỗ trợ trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Là đứa nào? Thời gian đầu, học viên còn được hỗ trợ hình ảnh để đăng tải lên mạng xã hội tìm khách hàng. Cái này nó làm một ba không phải chưa kể đấy. Nó không đi học nhiều. Ba ngày em đi làm. Hôm nào nó được nghỉ nó mới sang nó học không thôi à. Nó chảy thì làm sao, bây giờ mình lại phải chờ xem men có thích phòng không. Bà chủ vừa truyền trắng cho khách, vừa kết hợp dạy cho học viên cách lấy ven. Thường thường nếu mà mức trung bình ra thì rơi vào tầm khoảng 1 đến 2 tháng là các bạn học viên gần như là đã biết tiêm hết các kiểu mọi thứ rồi. Chúng tôi thấy nhiều biến chứng nhất là đến từ gì, các cái nhân viên từ spa, những cái nhân viên cắt tóc, những cái nhân viên gội đầu, và bây giờ chuyển sang cũng là gì, cũng là chuyển sang tiêm filler các cái chất làm đầy. Kèm theo đó là khi mà đã có những cái biến chứng nguy cơ rồi thì lại cũng không biết cách xử lý. Đó chính là những cái điều rất là khác biệt giữa một bác sĩ chính quy và với lại những người không phải là bác sĩ và tự xưng danh là bác sĩ. Đào tạo một bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ chuẩn hiện nay phải mất ít nhất 6 năm học y đa khoa và thêm 3 năm chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thì mới được cấp chứng chỉ hành nghề và mới được phép tiêm filler cho khách. Theo chân đoàn kiểm tra liên ngành quận Cầu Giấy, chúng tôi quay trở lại spa trên phố Vũ Phạm Hàm. 30 phút trước đó, chủ cơ sở làm đẹp này vẫn còn livestream trực tiếp cảnh nhộn nhịp khách tiêm filler. Nhưng khi đoàn kiểm tra vừa đến nơi thì đã vườn không nhà trống. Rất nhiều kim tiêm mới được sử dụng, được tìm thấy nằm lẫn trong thùng rác. Một số cái bơm kim tiêm này, một số cái dấu hiệu vi phạm thì bọn chị sẽ niêm phong lại. Đoàn sẽ niêm phong lại toàn bộ và em sẽ làm việc. Ở đây có một số cái hợp đồng. Em sẽ chịu trách nhiệm tất cả những gì ở trên hàng em. Theo phòng y tế quận Cầu Giấy, chủ cơ sở này chỉ được phép làm phun xăm, chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ xâm lấn. Thế nhưng, trên đây là hàng chục hợp đồng đào tạo nghề được ký với học viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Những người này sau khi hoàn thành khóa học, có thể sẽ tỏa về các địa phương để hành nghề tiêm làm đẹp cho chị em. Em không phải đi mỏng như này đâu nhé. Đi mỏng thì ở dưới người ta vẫn hõm mà không đẩy lên được mà lại bị tím.